bạn có biết một sự thật kinh dị vừa mới diễn ra là gì không? Tất cả sinh vật trong sở thú Tsunomaly đều đã bị sát hại rồi. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với bọn chúng vậy các bạn? Theo như ở cuối video trước thì bọn quái vật trong sở thú này đã bất ngờ phá hủy cổng để đi ra thế giới bên ngoài. Nhưng mà chỉ mới có vài ngày mình quay trở lại đây, mọi thứ đều đã trở thành một đống tro tàn. Tất cả bọn chúng đều đã bị sát hại rồi. Và bây giờ mình nghĩ cái sở thú này cũng đã yên bình rồi khi bọn mẹ này đã chết của rồi. Tôi ơi, tỉnh dậy đi mà, tôi nhớ bạn quá đi à. Cái đó là bác chân làng mà. Ôi, bác chân làng ơi, có chuyện gì vậy hư bác? À, đây là cậu bé đã thoát ra được sao? Trời ơi, đây chính là người bạn mà tôi đã kể cậu á. Mà tôi không hiểu lý do tại sao cậu ấy đã chết nữa. Nếu như chúng ta có kiếm được một lọ thuốc nào đó, chúng ta có biết họ chết lại là bình thường mà. Tại sao mình sẽ hại họ như vậy chứ? Bạn ơi, tỉnh dậy đi, tôi buồn quá đi à. Như vậy hả các bạn? Vậy là chúng ta vẫn có cách có thể giúp được cho những cái người trong sở thú bị biến thành những cái sinh vật kinh dị này trở thành người bình thường. Nhưng mà bây giờ thật là xui xẻo, bọn họ đều đã bị sát hại hết rồi. Trời ơi, tôi phải tìm ra kẻ sát hại cậu ấy để cho cậu ấy lên trời tánh tản mới được. Hả? Vậy thì bây giờ để tôi giúp cho ông một tay cho. Mặc dù mình biết là cái sở thú này nó rất là kinh dị, nhưng mà nhìn các bác chân làng tội nghiệp quá à, cho nên mình sẽ đi tìm ai là kẻ đã sát hại Tsunomaly nha các bạn. Điều đầu tiên để tìm ra hung thủ gây án thì chúng ta cần phải tìm dấu vết các bạn à. Ở đây mình thấy những cái con quái vật này nó chết một cách rất là bất thường luôn. Các bạn hãy coi nè, không có một cái dấu vết gì cả, chỉ toàn là lăn đùng ra chết mà thôi. Không thể chấp nhận như vậy được, một vụ án không thể nào mà không có dấu vết các bạn à. Bây giờ mình sẽ đi tìm thử coi có cái dấu vết gì ở đây không ta. Tiên súng gì rồi hả? Diễn ra cái đó là ai vậy? Ôi tên kia, hắn ta đang bắn vào những con động vật đã bị sát hại kìa các bạn. Không lẽ hắn ta chính là kẻ sát hại đó? Ôi, hắn ta bỏ chạy rồi. Không được rồi, bây giờ mình phải tìm ra kẻ sát hại đó là ai được các bạn ơi. Hắn ta là một tên áo đen. Đứng lại tên kia, đứng lại. Rồi hắn chị lẹo, hắn chị lẹo, mình phải làm sao đây? Ôi, mình có một ý này nè các bạn. Mình có đem theo một cái động cơ có thể bay được nè. Bây giờ mình sẽ sử dụng nó và mình bay lên chưa? Thì đó mình có thể tìm được hắn ta đang ở đâu rồi. Ta đang đâu kìa? Ơi, hắn ta đang ở trên cái nóc nhà kia kìa. Được rồi, bây giờ ta tới là bắt ngươi đây. Tên kia ngươi là ai vậy hỡi? Ủa, là Hachi đó hả? Hay da, sao không đánh tôi vậy? Tại sao cái người áo đen mà cầm cái súng sát hại những con quái vật trong này lại là ông hả Hachi? Ủa, sát hại cái gì là sao? Tức là những cái sinh vật ở trong cái sở hữu này có thể trở thành một con người đó. Nhưng mà bây giờ ông sát hại họ rồi, làm sao họ có thể trở lại bây giờ? Ủa, tôi có sát hại đâu, không có làm không vậy? Chứ sao, nãy tôi thấy ông chỉ là người cầm cái súng bắn vào bọn chúng mà. Ông hiểu làm rồi, không phải vậy đâu. Lúc đó tôi với ông đang nói chuyện nhưng mà ông lại muốn quay lại cái sở thú đó. Lúc đó tôi đã sợ ông bị chuyện gì đó, tôi đã đi theo ông. Khi đi tới sở thú thì tôi thấy mọi thứ đổ nát luôn. Lúc đó tôi đã định leo lên nóc nhà để coi có chuyện gì xảy ra không. Khi tôi ở trên nóc nhà, tôi đã thấy một hiện tượng kỳ lạ. Lúc đó tôi đã quyết định cầm súng ra và bắn vào chỗ đó thử. Rồi đột nhiên nó biến mất. Sau khi nó biến mất, tôi đã chạy thử kiếm nó nè. Và bây giờ tôi đã gặp lại được ông rồi đó. Cái gì? Vậy là từ nãy đến giờ ông đi tìm kiếm tôi hả? Ủa, mà bộ ông không thấy tôi đứng ở dưới chân ông hả? Đó là tôi chỉ thấy trên trời nó có cái gì đó kỳ lạ lắm à. Ủa, vậy đó hả? Vậy là không phải Hachi là kẻ sát hại rồi. Vậy mới là ai vậy các bạn? Nhưng mà, sao yên, nãy tôi thấy tôi đứng trên đó đó. Tôi thấy thêm một cái hiện tượng lạ khác nữa. Hả? Là hiện tượng gì vậy Hachi? Lúc đó tôi đã thấy một tên thợ săn, nó lén lén lúc lúc nhìn xung quanh rồi hắn ta đã bỏ đi. Tôi nghĩ đó là tên thợ săn đã sát hại những con động vật ở trong cái sở thú này đó. Cái gì, một gã thợ săn sao? Không lẽ nào thật sự là cái tên thợ săn đó sao các bạn? Tại vì thường là thợ săn sẽ đi săn những con thú vật, nhưng mà ở trong cái sở thú này tất cả đều đã biến thành quái vật, cho nên ông ấy đã sát hại luôn hả? Chúng ta đi điều tra thử coi hắn ta có phải kẻ sát hại không đi. Ừ, tôi nghĩ đó là một ý hay đó. Được rồi, đi thôi các bạn ơi. Nói bên này nè, như tên thợ săn á ở trong ngôi làng bên này nè. Ủa vậy đó hả? Được rồi, được rồi, bây giờ mình biết căn nhà nào của hắn ta bây giờ. Ở trong đây quá trời là nhà luôn mấy bạn à. Ủa, bác dân làng ơi, bác có biết là nhà của bác thợ săn ở đâu không dạ? Hình như là bác ấy cũng không biết rồi. Ủa, ở đâu vậy ta? Thắc mắc quá à. Ủa, cậu đang đi tìm nhà của tên thợ săn chuyên đi bắt động vật về nhà đó hả? Ôi, dạ đúng rồi, đúng rồi thưa bác. Tụi con đang đi tìm nhà của bác thợ săn đó đó. Ủa, vậy thì bác có biết không? Chính là căn nhà sau lưng cậu đó. Căn nhà đó chính là của gã thợ săn đó. Nhưng mà nhớ là coi chừng hắn ta đó, hắn ta nguy hiểm lắm. Cái gì? Hắn ta nguy hiểm sao? Ôi Hachi ơi, hình như là tụi mình tìm được nhà của hắn ta rồi nè. Ôi, nhưng mà hình như không có ai ở nhà hết trơn á mấy bạn. Vậy thì bây giờ mở cửa vào thử có cái gì không? Ủa, sao cái nhà nó trống què vậy, chả có cái gì luôn á. Ủa, sao kỳ
vậy ta? Tôi nghĩ thợ săn phải bắt động vật gì về thì phải có rất là nhiều động vật trong nhà chứ mà chả có gì luôn á. Có khi nào mấy bé dân này nó xào bọn mình không? Hay là bọn mình đi gai? Ai, tôi đâu nữa này. Ê, hai kia ơi. Ôi, tôi thấy có một cái đường gì bên dưới nè. Từ 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 từ. Đây là một cái hầm bí mật bên dưới căn nhà này sao? Ờ, từ từ, mở cửa xuống dưới thử cái coi. Ủa, cái gì đây? Ôi, đi đi ơi. Ôi, cái gì vậy mấy bạn ơi? Ủa, cái gì ở đây? Toàn là những hình ảnh của mấy cái câu động vật trong Tsunomaly vậy. Đây, coi thử cái gì như có cái gì đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó đang xuống kìa. Wow, thật là đẹp quá đi. Đúng là những con động vật mà ta siêu yêu thích. Ta nói là những con động vật mà hắn ta yêu thích hả? Vậy tôi nghĩ là tụi mình cần phải bắt hắn ta rồi. Tại vì hắn ta chính là kẻ sát hại. Được rồi, cái tên thợ săn kia. Tại sao ông lại là người sát hại mày hả? Cái gì vậy? Ủa, cậu bé. Cậu phát hiện rồi hả? Mày nè, có gì đó sai. Hình như tôi đâu có phải là kẻ sát hại đâu. Ý là tôi muốn giấu căn phòng này đó mà. Cái gì cơ? Ông nói ông không phải là kẻ sát hại. Chứ tại sao trong căn phòng này rất là nhiều những hình ảnh về Tsunomaly hả? Với lại bạn tôi đã thấy những hình ảnh lúc mà ông bước vào gọi là sở thú và rình mò một thứ gì đó. Vậy bây giờ ông giải thích đi, chuyện gì đã xảy ra? Hình như cậu có chút hiểu lầm rồi. Tôi thật sự rất là hâm mộ những con quái vật này. Mặc dù bọn chúng rất là kinh dị nhưng mà đó là sở thích của tôi. Với lại tôi cũng đâu có sát hại gì đâu. Tôi chỉ đi vô đó và chụp hình để đem về làm tài liệu và coi thôi. Hả? Đem về làm tài liệu và coi thôi? Vậy là ông không phải là kẻ là làm hại những con này hả? Đúng rồi, ủa nhưng mà cái cậu là ai? Tại sao lại đột nhập vào nhà của tôi? Có tin tôi báo cảnh sát không hả? Ôi ơi, chết rồi, lẹ hai kia, tụi lỗi xin lỗi nghe mấy chân lẹ. Xin lỗi, rất nhiều. Trời ơi, hết cả hồn rồi, bay quá, tụi mình rời khỏi đây rồi. Ủa, vậy là không phải là bác thợ săn đó làm kẻ sát hại rồi các bạn ơi. Ý sao vậy? Ê ông nhớ, có nhớ tụi nó có một cái ánh sáng gì đó trên trời không? Hả? Một cái ánh sáng trên trời? Ừ đúng rồi các bạn. Sao tự nhiên mình quên mất tiêu cái vụ đó vậy ta? Hay là mình điều tra thử về nguồn gốc của cái ánh sáng đó đi. Có khi nó liên quan tới vụ án này đó. Ồ cũng hợp lý đó ha chị. Được rồi, bây giờ mình sẽ điều tra về cái nguồn gốc kỳ lạ của cái ánh sáng nha các bạn. Được rồi, đi thôi. Ôi, giờ cũng đã tối rồi, xin lỗi anh bạn nhiều nha. Tôi biết là tôi đã sai rồi nhưng mà tôi phải bỏ đi nhanh lên mới được. Rồi giờ tối quá mình phải mở đèn pin lên mới được. Đi, mau đi, tao mau đi, tao mau đi, tao ơi. Đừng lại ông dân làng kia, tôi đã phát hiện rồi. Thì ra chính là ông là thủ phạm đúng không? Chết rồi sao mà cậu biết được? Ông đừng có mà giả ngu nữa. Tại vì những cái thứ mà ông kêu tôi làm là điều tra ai là kẻ sát hại những con động vật trong cái sở thú này, để cho ông có thể minh oan và chứng minh ông trong sạch chứ gì. Nhưng mà sao cậu biết được vậy? Tại vì tôi đã quan sát ông từ sáng tới giờ rồi. Khi mà tôi nghe ông nói thì chúng ta kiếm được một lọ thuốc rồi đó. Chúng ta có biết họ chết lại là bình thường mà. Thì tôi đã phát hiện ông bỏ đi một cách rất là lén lút. Và tôi đã nghi ngờ ông từ giây phút đó. Với lại bây giờ ông đang cầm một cái đèn pin trên tay. Với những gì mà Hachi nói với tôi, có một cái ánh sáng kỳ lạ. Và tôi đoán đó chính là cái đèn pin do ông đang cầm. Và ông chính là kẻ đã sát hại Tsunomaly. Không phải đâu, hiểu lầm rồi. Vậy thì bây giờ ông hãy mau giải thích cho tôi biết đi. Tại sao ông lại cố gắng lén lén lút lút rời khỏi chỗ này, trong khi ông đang muốn tôi tìm kẻ sát hại mà. Cậu mê mau chạy lẹ đi, không là chúng ta sẽ không kịp đâu. Không kịp cái gì cơ? Ôi kìa, ôi kìa, ôi bây giờ hình như là... Ôi nó tới rồi, chạy đi, chạy đi. Ôi cái gì mà rung dữ vậy? Ôi cái gì vậy các bạn? Ôi sao trong cái sở hữu này nó đang rung lắc dữ vậy? Ôi sao tự nhiên bị... Ủa sao tự nhiên bây giờ mình nghe có tiếng gì nó kêu kêu vậy? Ủa mày đã ở trên trời nó hiện cái gì ra vậy các bạn? Ôi cái quái quỷ gì vậy? Đó là một cái UFO kìa các bạn ơi. Ôi các bạn hãy coi kìa, nó đang làm cái gì vậy? Nó chuẩn bị có cái gì đây kìa. Ồ, hiện tại lũ quái vật này đã chết rồi đây à, đúng như kế hoạch của chúng ta làm ra. Nhưng mà hãy yên tâm đi, lũ quái vật tụi mày sẽ không bao giờ chết đâu. Tao sẽ hồi sinh tụi mày với sức mạnh mạnh hơn nữa nè. Cái gì? Các bạn có nghe cái UFO nó vừa nói cái gì không? Chính là nó đã sát hại những con quái vật này sao? Và cái UFO nó còn nói cái gì mà hồi sinh nữa là sao vậy ta? Được rồi, mau cho bọn này sống dậy thôi. Chà, xong rồi, mau quay về gọi là hành tinh chúng ta thôi. Ôi, nó biến mất đâu mất tiêu rồi. Ok nè, hình như mình nghe cái tiếng gì. Cái gì các bạn ơi? Cái con kia nó sống lại thật rồi kìa. Ôi, nhưng mà bọn chúng đang đi đâu vậy? Bọn chúng đang kéo một bầy cá khỏi cái sở thú luôn kìa. Bọn chúng đang bắt đầu tiến ra ngoài đường. Sao trời ơi, bây giờ mình phải trốn đâu đi chết.
trốn ở đâu bây giờ? Thôi chết rồi mấy bạn ơi, sợ quá mấy bạn ơi, mình bị mất đi. Lẹ lại xin đó, lẹ lên đi. Bọn chúng bé hiện bây giờ. Tôi hiểu rồi, chết rồi các bạn ơi. Bây giờ bọn chúng thật sự đã trở lại rồi kìa. Cho nên nếu mà các bạn tò mò về video mình đã lạc vào sở thú này, các bạn hãy bấm vào video kế bên nha. Còn bây giờ bye bye, chúc các bạn một ngày tốt lành. See ya.